Làm cách nào để mua giấy phép split bằng Win Token? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách mua giấy phép split trên trang web sản phẩm DeFiU bằng token Win. Xin lưu ý rằng việc mua bằng token Win không được tính vào doanh thu. Như vậy, hãy truy cập trang web https://defiu.com. Ở góc trên bên phải, nhấp vào nút Sign In và đăng nhập. Theo mặc định, Dashboard Unity Split sẽ mở. Chuyển đổi bằng cách nhấn vào nút Split ở góc phải dưới liên kết giới thiệu. Sau khi cuộn trang xuống phía dưới, bạn sẽ thấy danh sách các giấy phép có sẵn để mua. Chọn giấy phép phù hợp với bạn và nhấp vào nút Purchase, Mua. Một cửa sổ sẽ mở ra yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán. Sau khi chọn Token Win, hãy xác nhận việc bạn chấp nhận các điều khoản bằng cách tích vào hộp và nhấp vào Purchase, Mua. Cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Token Win và địa chỉ ví mà bạn muốn chuyển số tiền đã chỉ định. Địa chỉ này cũng sẽ có sẵn dưới dạng mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Vui lòng gửi chính xác số tiền bạn nhìn thấy trên màn hình. Hãy chờ thông báo thanh toán. Bạn sẽ thấy giấy phép đã mua trong phần My Licenses. Bây giờ bạn cần kích hoạt nó. Để thực hiện việc này, hãy vào phần menu My Licenses, tìm giấy phép đã mua và nhấp vào nút Activate. Nếu bạn muốn xem lịch sử kích hoạt của mình, hãy chuyển đến tab Activation History. Nếu bạn vẫn còn câu hỏi, bạn luôn có thể gửi chúng đến bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.